pha xịn như thế này, đứng top thế giới như Aaron Sơn mà anh em mà lại có ý định ghép với Mixua thì em khuyên thật anh em là chúng ta nên phải cân nhắc. Ví dụ như cái đôi Aaron Sơn đang chạy trong video thì anh em không nên ghép với Mixua nhá. Cụ thể nguyên nhân tại sao thì anh em hãy nhìn trên cái hình ảnh em đang đưa, đó là em đo cái đáp tuyến của cái loa này ở khoảng cách 1 mét thì chúng ta đang thấy được rằng cái giải min rất là cao, mà trong khi đó cái giải này mà ghép với Sure thì thật sự là không hợp lý. Cho nên là với Aaron Sơn thì anh em phải chọn một cái mic cân đối một chút nhé. Và với cái bộ Aaron Sơn ngày hôm nay thì em setup để bác chủ lấy được và ưng cái chất âm của một đôi loa xịn. Chứ còn nếu mà cái loa này mà chúng ta setup không tốt thì thật sự là loa rất xịn nhưng nghe thì sẽ không ưng tai đâu. Chúng ta nghe là để ưng tai. Với âm thanh là chúng ta mua về để giải trí mà, anh em cùng nghe và cảm nhận cái chất lượng tiếng ca vocal mà em setup cho bác chủ đang sử dụng ở mic stand nhé. Lời ru